Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Quy đây. Thì hôm nay mình sẽ đi review cái căn nhà 36.000 này. Căn nhà mà tôi mới xây được. Nó là một cái thành phố mini á. Trước cửa nhà thì tôi có gắn vào đó là những cái huy hiệu mà tôi đạt được nè. Nói chứ mấy cái này nhìn giống cái huy hiệu danh dự quá nên là để đó cho nó ngầu xíu. Ta-da, đây là cái thành phố của tôi nè. Tôi sẽ dắt mọi người đi tham quan từ từ nha. Ở đây thì tôi đặt vào đó là cái cúp mừng sinh nhật 1 năm của Play Together nè. Rồi có cái máy phát thanh nhạc nữa. Chắc là tôi sẽ đi review từ bên phải qua bên trái đi ha. Ở đây chính là một cái tiệm bánh nè. Có đầy đủ loại bánh luôn. Bánh gì thì tôi không biết nha. Không biết đọc tên xem nữa. Ở đây thì có một cái quầy tính tiền nè. Bên đây sẽ có chỗ làm bánh, kiểu là cho mọi người coi coi ở đây làm bánh luôn á. Nhưng mà tự nhiên có chỗ làm bánh mà không có lò nướng, tôi quên mua mất tiêu rồi. Còn phía bên này thì mọi người có thể đứng ngoài đây rồi order luôn cho nó tiện, không cần phải vô trong ha. Và đằng sau cái tiệm bánh đó chính là cái quán cà phê ha. Quán cà phê này có một cái view để chụp hình Giáng sinh nè. Cái này là quán cà phê Giáng sinh á, cái gì cũng Giáng sinh hết trơn. Ở phía đây là chỗ để đặt đồ ăn nè, cái menu thì nó hơi xà xíu ha. Bên trong thì khá là rộng luôn, nhưng mà tại vì chỗ thì cũng chỉ có 1.000 thôi mà tôi cũng sắp full rồi nên là tôi không đặt vào đó nhiều. Ở trên lầu sẽ là chỗ ngồi của cái quán cà phê ha. Có chỗ dành cho hai người rồi cho nhóm bạn luôn, nhưng mà đa số là dành cho hai người sẽ nhiều hơn. Ủa lộn, cho nhóm bạn sẽ nhiều hơn. Đây là cái view từ quán cà phê nhìn xuống nè. Thôi mình biến đi cầu thang quá thì mình nhảy xuống thôi. Ở đây sẽ có là hai cái thùng rác dành cho cái khu dân cư bên này, hoặc là thùng rác dành cho nguyên thành phố luôn cũng được. Ở đây là cái chỗ ngồi chờ xe buýt nè. Còn phía bên này chính là dãy nhà của dân ha. Phút này thì tôi có để vào đó là một cái tiểu cảnh thôi, tại vì cũng không biết trang trí gì thêm. Còn ở đây sẽ là cái căn nhà thứ nhất nè. Căn nhà này thì có cái xích đu đằng trước rất là dễ thương luôn. Cái xích đu này trong một cái dịp gì ta? À, dịp hoa anh đào vừa rồi á. Vì diện tích có hạn nên là tôi chỉ để vào đó đại thôi, chứ mọi người muốn xây bự hơn thì cứ xây nha. Ở bên đây chính là căn nhà màu xanh dương, thì căn nhà này là tôi để đầy đủ nhất luôn rồi đó. Nó có giường ngủ, nhà vệ sinh, rồi phòng khách để xem TV luôn. Còn kế bên là một cái nhà làm bằng cái vách ngăn Hàn Quốc giấy á. Ở đây thì có cái chỗ cắm trại luôn nè. Trời ơi, đang định nằm ngủ thì cái đi ngủ mất tiêu. Ở trong đây thì nhà nghèo, mọi người thông cảm nha. Có nhiều đây và không có gì hết trơn á. Ăn trộm có vô cũng không lấy được cái gì hết trơn á. Ở chính giữa thì tôi sẽ đặt vào đó là một cái công viên ha. Đây là lối vào công viên nè. Công viên này thì có cái chỗ cắm trại nè. Chỗ này là để ngồi cắm trại. Còn phía bên đây là đồ ăn các thứ nè. Ở đây thì có bán bánh gạo Nhật nè. Cái xe màu hồng hồng á là bánh gạo Nhật. Nó có đủ vị luôn. Còn ở đây sẽ có bánh cá và bánh gạo hoa anh đào ha. Phía bên đây là kẹo bông gòn. Rồi bên kia là còn có cái máy bán nước tự động luôn á. Tôi quên đem cái hành động ngồi rồi, để vào lấy cái hành động ngồi ra rồi ngồi xuống cho mọi người coi nha. Ở trên kia chính là cái sân khấu á. Cái sân khấu này thì mọi người có thể vừa ngồi picnic, rồi vừa nghe ca sĩ hay là ai đó hát trình diễn luôn cũng được ha. Đây, để tôi sẽ diễn cho mọi người xem nha. Mà tôi không biết hát đâu, để tôi nhảy cho mọi người coi nè. Đó, coi có điêu luyện chưa. Trời ơi, nhảy một hồi là quên luôn, phải đi review tiếp.
Bây giờ tôi sẽ phải đi review tiếp thôi nè. Ở đây là một cái cầu ha. Tôi không biết làm sao để ra cái cầu nó cong cong xíu, chứ sáng này nhìn hơi không đẹp lắm. Ở đây là một cái hồ nè. Cái hồ này thì suối nó chảy, cái thác nước nó chảy xuống á, chảy xuống tạo thành một dòng suối, xong rồi tạo thành một cái hồ luôn. Ở bên đây sẽ có hai cái hồ để câu cá nha. Tôi tắt đèn cho mọi người coi nè. Thì ra thật ra là cái nhà của tôi không có nhiều đèn á, nên là tắt đèn nhìn nó rất là tối, nhìn nó không có đẹp lắm. Ở đây là một cái tiểu cảnh nho nhỏ nè. Cái này là nó nằm trong một cái gói VIP Pass mà nó chung với lại cái hồ kia kìa. Chút nữa tôi sẽ dẫn mọi người đi xem cái hồ đó nha. Còn bây giờ thì bật đèn lên và đi review tiếp thôi. Tiếp theo đó chính là phía bên tay trái. Phía bên tay trái này thì ở đây tôi có làm một cái gọi là một cái chỗ công viên cho bé gì á. Mọi người có thể đem bé vào đây chơi, xong rồi ngồi đây tám chuyện cái thú luôn. Ở đây có một cái thảm trứng rất là dễ thương nè. Hôm bữa nó tặng cho cái hộp thì tôi quay ra được như vậy á. Ở đây thì sẽ có là những cái chuồng bé ha. Coi có cute không. Đây là một bé hamster mà tôi mới mở ra được nè. Tôi còn mới mở ra được thêm một em gà nữa. Không có được con kỳ lân, buồn quá đi. Tôi hết con kỳ lân với con tuần lộc á, mà không quay ra được hai con đó, chán ghê vậy á. Ở đây sẽ là cái chỗ tắm bé hoặc là cho bé ngủ ha. Bên đây cũng là một bộ bàn ghế luôn. Và kế bên đó chính là một cái tiệm bán hoa, khu vườn hoa. Đó, nhìn có xanh tươi không chứ. Ở đây là một cái chỗ để chụp hình, gọi là một chỗ check in kiểu vậy á. Mà tôi nhớ đây là tôi còn dư mấy cái đồng hồ này nữa nè. Để tôi lấy ra tôi trang trí luôn. Là xịn sò luôn, một góc sống ảo khá là dễ thương và cute. Ở phía bên đây cũng là một cái gói VIP Pass mới mới qua trước cái mùa sinh nhật này á. Đó, quá là cute luôn. Bên đây có một cái giường ngủ gấu trúc nè, nó nằm trong cái gói gấu trúc á. Gói đó thì nó cũng qua lâu rồi nhưng mà nó có mở lại một lần nữa. Phía bên này là cái chỗ bán cây. Còn hai chậu tôi chưa có trồng, để bây giờ tôi trồng luôn ha. Và trước cái tiệm hoa đó thì có một cái chỗ để xem bói tarot nè. Thì nó rất là ma mị luôn, nó mang một cái concept là màu xanh dương và màu tím với lại màu vàng nữa ha. Đây là cái bàn xem bói nè. Đâu, mọi người muốn bói thì tôi bói cho nghe nè. Phía bên đây là có một cái gương thần. Mình đi review ở dưới lầu trước đi ha. Thì để tôi dẫn mọi người đi nhìn tổng quan của cái khu bên tay trái này của tôi nè. Ở đây có hai con gấu trúc dễ thương quá chừng. Đây nè, có hai đẹp không. Đây là cái phòng tắm hơi nha. Tại vì diện tích có hạn nên là nó sẽ hơi bé một xíu. Đó nè mọi người, đây là cái hồ. Cái hồ này cũng có thể câu cá được luôn. Cái hồ này là trong cái gói VIP chung với những cái đồ mà hồi nãy tôi nói mọi người á. Đó, dễ thương quá chừng. Kế bên phòng tắm hơi sẽ chính là một cái shop thời trang nha. Thì phía dưới này là một là ba chỗ để làm đẹp luôn á. Shop thời trang này thì mới vào có hai bộ đồ khá là cute luôn nè. Không biết mấy cái bộ đồ này chắc là để đi chơi quá ha. Còn ở phía bên trong cũng có rất là nhiều bộ đồ luôn nè. Để xí nữa tôi sẽ review cho mọi người coi nha. Còn phía bên đây đó chính là quầy thu ngân nha. Trời, kiểu này chắc phải kinh doanh quá trời. Nãy giờ là thấy hết cũng phải 7-8 tiệm rồi á. Chắc 10 tiệm mới để tôi thuê mọi người nha. Không biết có ai làm nhân viên cho tôi không nè. Đi đâu thì đi, ghé qua nhà tôi cho tôi mượn sao cái nhà mọi người. Bộ đồ này chính là bộ đồ dành cho các bạn nam. À không, các bạn nữ mà cũng được luôn á. Kiểu là dành cho mùa đông ấm áp.
Kế bên đây là hai cái bộ đồ quốc phục của Việt Nam chúng ta, đó chính là áo dài. Còn đây sẽ là đồng phục nha. Đồng phục này thì có cả nam và nữ luôn. Tôi shop tôi có hai loại đồng phục nhưng mà tôi chừng vậy thôi. Còn phía bên đây là một cái bộ đồ không biết nói sao nữa trơn á, nhưng mà thôi kệ nó đi, trang trí đại vậy á. Phía bên đây là tiệm làm đẹp nè. Tiệm làm đẹp này thì có bàn trang điểm nè, xong rồi cắt tóc, make up các thứ luôn. Phía bên này đó chính là chỗ để làm nail nè. Cái người tôi bốc mùi quá à, không được đâu. Để như vậy mắc cỡ với mọi người lắm, nên là tôi sẽ phải đi tắm thôi. Mọi người đợi xíu, tôi tắm xong rồi tôi dẫn mọi người đi review tiếp nha. Sau 7749 ngày thì cuối cùng nó cũng nói là mình sạch sẽ rồi nè. Xong rồi bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đi lên review cái lầu phía trên nha. Ở đây thì có cái bảng chỉ dẫn nè. Ở trên sẽ là cửa hàng nội thất và nhà sách ha. Không biết là có cái gì để mua không ta. Ta-da, và ở trên này đó chính là cái cửa hàng nội thất của tôi nè. Tại vì diện tích cũng chỉ có hạn thôi nên là tôi để đại vào đó thôi. Ở đây là có bán hai cái ghế nè. Ghế này nhìn ngộ quá ha. Ở đây còn có tủ lạnh rồi mấy cái đồ làm bếp nữa. Có gì ai qua quản lý giùm tôi cái shop này nha. Ở phía trên này thì có giường và tủ các thứ ha. Kế bên cửa hàng nội thất thì chính là một cái thư viện, một cái nhà sách luôn ha. Tôi cũng đang tuyển người quản lý cái nhà sách này nè, không biết có ai có nhu cầu không nè. Phía bên này đó chính là những cái chỗ để mọi người có thể học nhóm, rồi có thể ngồi đọc sách luôn. Đằng sau này là tủ sách, mọi người có thể mượn sách để đọc hoặc là mua sách luôn cũng được ha. Và đây sẽ là cái view mà đứng từ phía bên này nhìn toàn cái thành phố này của tôi ha. Bây giờ tôi sẽ tắt đèn rồi dẫn mọi người ra xem nha. Thì tắt đèn là chỉ có cái khúc này mới vào là nó sáng thôi nè. Kiểu là nguyên một cái con đường nó rất là sáng luôn, nhìn thẳng thấy núi thác rồi nó cũng sáng nữa. Nhưng mà hai bên hông không có đèn nên là tối thui hà. Và đó là tổng quan cái căn nhà 36.000 này của tôi rồi. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Nhớ qua chơi với tôi nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Bye bye, love you, love you.